Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin nóng mỗi ngày. Nghệ sĩ Bạch Mai qua đời, Bạch Mai, nghệ sĩ, soạn giả tuồng cổ lừng danh đoàn Huỳnh Long, mất lúc 23 giờ 10 phút tối ngày 25 tháng 8 sau thời gian điều trị COVID-19, thọ 73 tuổi, Bạch Nga, em gái nghệ sĩ Bạch Mai, cho biết bà qua đời sau thời gian điều trị ở bệnh viện An Bình, bệnh nền huyết áp, tim mạch. Từ cuối tháng 7, tinh thần Sức khỏe bà xuống dốc vì hai người em lần lượt qua đời. Em gái bà, nghệ sĩ phục trang Kim Phượng, mất hôm 25 tháng 7, cũng vì COVID-19. Ngày 8 tháng 8, em trai bà, nhạc sĩ Thanh Châu, mất vì suy hô hấp từ Mỹ, ca sĩ Quang Thành, người thân thiết với thành viên đoàn cải lương Huỳnh Long, cho biết. Hai ngày trước, khi gọi điện về nước, anh còn được nghệ sĩ Bạch Nga cho biết nghệ sĩ Bạch Mai vẫn chống chọi với COVID-19 gia đình hy vọng bà vượt bạo bệnh. Anh nói, dự cảm tin buồn nhưng tôi vẫn bàng hoàng. Bà là nghệ nhân tuồng cổ lẫy lừng, vừa là tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ vừa là thầy dạy nhiều thế hệ nghệ sĩ như Chí Linh, Vân Hà, Ngọc Huyền, Thanh Thanh Tâm. Tôi cũng thọ giáo bà mỗi lần tham gia các vở cải lương và được bà chỉ dạy tận tình, nhiều đồng nghiệp bày tỏ thương tiếc trước tin buồn. Phương Hồng Thủy viết trên trang cá nhân người nghệ sĩ có đôi mắt to tròn thiệt đẹp mà em ngưỡng mộ từ hồi còn xem TV trắng đen thập niên 1970. Kính tiễn biệt chị nghệ sĩ Bạch Mai, Bạch Mai sinh năm 1948 trong gia đình có truyền thống cải lương, tên thật là Nguyễn Ngọc Mai. Thuở mới vào nghề, bà theo học nữ nghệ sĩ năm thài, đào chính của gánh hát Chánh Thành. Từ năm 13 tuổi, bà bắt đầu biểu diễn những vai đào con, đến 15 tuổi thì hát chính bà được khán giả yêu mến qua hàng trăm vai diễn, điển hình như Lưu Kim đính giải giá Thọ Châu, Lá trắng biên thùy, tấm cám, đường về núi Lam. Người đẹp trong tranh. Bà thường hát cặp với nghệ sĩ Đức Lợi, sau đó nên duyên vợ chồng với ông. Bà góp công xây dựng đoàn cải lương Huỳnh Long, bệ đỡ của nhiều thế hệ nghệ sĩ tuần cổ. Bạch Mai không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc mà còn là soạn giả nhiều vở nổi tiếng như Sự án phi giao giang sơn mỹ nhân ngọc kỳ lân thập tứ nữ anh hào ngũ biến báo phu cừu mặt trời đêm thế kỷ trưng nữ vương mai trắng xe duyên những năm cuối đời bà ít biểu diễn nhưng dành tâm sức hỗ trợ con gái nghệ sĩ bình tinh gây dựng lại đoàn cải lương huỳnh long bà vừa làm đạo diễn cố vấn nghệ thuật vừa hỗ trợ bình tinh đào tạo thế hệ trẻ ekip của huỳnh long thế hệ mới đã tái diễn nhiều buổi phục vụ khán giả đầu năm nay khi không thể đi biểu diễn vì dịch, Bình Tinh làm đạo diễn, ra mắt video cải lương cô gái đồ long, giang sơn mỹ nhân do mẹ soạn. Nghệ sĩ Bạch Mai có một người con khác cũng theo nghề mẹ là Chinh Nhân, anh qua đời năm 2016 do bệnh hiểm nghèo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Đừng quên like video, đăng ký kênh và ấn chuông để đón xem những video tiếp theo nhé. Trân trọng cảm ơn và kính chào.